Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Anh em thân mến, khi anh em xem được cái clip này có nghĩa là con gái tôi đã chào đời và tôi đang ở trong bệnh viện. Clip này là một trong 5 cái clip mà tôi sản xuất trước. Để trong cái quá trình mà tôi đưa vợ tôi đi đẻ thì anh em vẫn sẽ có clip để xem anh em nhá. Và đây nó sẽ là clip thứ 5. Khi anh em xem clip này có nghĩa là tôi có thể là đã trở về nhà rồi. Và cái clip này sẽ là clip cuối cùng của Meta cũ. Sau cái clip này thì tôi chính thức quay trở lại sản xuất video phục vụ anh em. Và chúng ta sẽ bắt đầu với meta mới anh em nhé. Đấy, meta mới có những cái gì thì sau cái clip này tôi sẽ thực hiện. Đấy, để xem là có những cái layout nào mà có thể chơi được ở meta mới, khỏe meta mới thì chúng ta chơi. Ok. Và tôi cũng xin nhắc các anh em donate cho kênh. Vì đây là cái clip mà tôi sản xuất từ trước. Chính vì thế là tất cả những cái donate của anh em, các anh em đăng ký hội viên mới, tôi chưa có thể là thống kê cũng như là gửi lời cảm ơn các anh em được. Chính vì thế là khi tôi quay trở lại sản xuất những cái clip mới thì tôi sẽ update vào đó nha anh em nhá. Tôi sẽ gửi lời cảm ơn đến các anh em sau. Và những cái yêu cầu của anh em sẽ được tôi thực hiện trong những cái clip mới anh em nhá. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh em rất nhiều. Rồi, và hôm nay chúng ta sẽ đến với clip ngày hôm nay. Trời, con game này nói thật với anh em là tôi mà ra gấu tôi hay bỏ gấu vào câu lắm. Bởi vì thực ra ấy, là cái tầm này ấy, cái con gấu nó ra nó còn dễ hơn con 5 đô cơ anh em ạ. Cái tỷ lệ mà ra gấu ấy nó rất là dễ ra. Đấy, xem đồ nào. Và tôi chốt đồ luôn anh em nhá. Tôi là tôi đánh, tôi lúc nào tôi cũng chốt đồ trước thôi. Đấy, cứ có đồ là tôi chốt thôi. Rồi. Tôi quen đánh chuỗi thắng nên là tôi ít khi mà tôi giữ đồ đầu game lắm. Tôi cứ có được cái ví dụ như cái búa xét này, cái Blink là thường là tôi sẽ ghép luôn. Đấy. Một vài trường hợp khác ví dụ như là có những cái món đồ như chén thánh. Đấy, cái món đồ thủ có thể đánh được chuỗi thắng. Hoặc là cái giáp xoay cũng có thể đánh được. Nói chung là cứ có đồ tím đầu game thì là cũng rất khỏe anh em nhá. Đấy, mặc dù là gặp ngay cái round đầu gặp cái thằng nó to thế à. Hai con 2 sao ạ. Dã man thật sự. Rồi không sao, đây đây mua con này, từ từ đã anh em ạ. Nghỉ lắm, nghỉ lắm. nghỉ lắm anh em ạ, từ từ đã nha. Từ đã. Xem chơi cái gì nào. Line Blitzline thiếu cái nhẫn lè đúng không? Chơi có line không? Tôi không thích chơi cờ lai lắm đâu. Tôi phải nói thật với anh em là tôi rất ít khi chơi cờ lai. Nhất là trong cái làm clip thì tôi càng không chơi. Đấy, lâu lắm mới có một trận cờ lai thôi. Từ trước là anh em cũng thấy là tôi cũng bảo tôi không thích chơi cờ lai rồi. Đấy, còn nếu mà cờ lai leo rank thì tôi thực ra là tôi leo rank tôi cũng chả chơi cái bộ này. Mặc dù là nó đang ở beta đấy. Lai Blitzline thì hai tier thì cũng bá đạo lắm. Nhưng mà nhiều người chơi anh em ạ. Vấn đề là nhiều người chơi. Đấy, nhiều người chơi thì tôi cũng không thích chơi. Tôi thích chơi mấy cái bộ mà không ai chơi cơ. Chơi cái line up. Thực ra cái tôi cũng không hiểu sao nhá, nhưng mà tôi thấy nhá, ví dụ như là cái bộ Saman nó khá là khỏe mà ít người chơi. Hoặc là cái bộ Exit thì tôi nghĩ là cũng là một cái bộ rất là ok, một cái line up rất là ok mà không thấy ai chơi. Lạ thật. Hay là chọn lại chơi Exit nhỉ anh em nhỉ. Tôi đang nghĩ xem là có nên chơi Exit ở trận đấu này không. Đấy, mặc dù là nếu mà câu gấu thì ra, ví dụ nhá, như ra gấu Saman ấy thì chơi Exit thì cũng rất là ngon. Mà chơi Saman thì cũng được. Đấy, toàn là những cái bộ mà có thể câu gấu được ra. Gấu Assassin cũng ok. Gấu Assassin thì chơi với cả Exit thì hơi đuối một tí. Chơi Beat kết hợp với cả Assassin hoặc là chơi 9 Assassin thì khỏe hơn. Thôi được rồi, cứ từ từ. Đấy, tôi cứ để sẵn là dấu hiệu là có vẻ như là trận này là tôi sẽ chơi Exit anh em nhá. Tôi cứ mua sẵn tự động thế cho nó nhanh. Gấu ở cái tầm này bây giờ là đấy, tôi ghép đồ nhưng mà bài yếu á, không đánh được anh em ạ. Nên là thôi từ từ đã. Cứ bình tĩnh. Bây giờ mà tôi thắng một cái là tôi lại up cấp. Đấy, còn nếu tôi thua thôi. Đấy, thắng thì up cấp thôi. Vớ vẩn thắng này. Thắng không? Không. Giết được con nữa hay quá anh em ạ. Giết được con 2 sao. Bớt đi được 2 máu đấy. Chưa biết chơi gì. Hay là Glacier Hunter à? 6 Glacier Hunter à? Cũng được. Đấy, thôi tôi chia làm hai bên nhá anh em nhá. Hàng chờ bây giờ là nó chia thành hai bên.
vẫn ôm bài đấy, tôi vẫn, anh em thấy tôi vẫn ôm bài là tôi có ý định là đánh chuỗi thắng bây giờ đấy. Tôi có ý định đánh chuỗi thắng luôn đấy. Tôi vứt cái con Eco rồi mà, anh em thấy là tôi vứt cái con God of Light là anh em biết là chỉ cần là bài nó ra nó có đủ sức mạnh thôi để có thể đánh chuỗi thắng thôi, là tôi đánh chuỗi thắng luôn, không nói nhiều. Còn bây giờ thực ra đang thua anh em ạ, nên là thôi chấp nhận là vẫn là Eco đấy. Nhưng mà tôi ghép đồ ghép đĩa các thứ rồi, nên là tôi cũng chuẩn bị cái tinh thần là tôi bỏ bài lên là tôi đánh thôi. Đấy, còn tôi bây giờ tôi vẫn đang ôm rất nhiều phía dưới nhá, tôi chấp nhận là lỗ coi như thọt tiền đấy, để tôi ôm một tí nữa tôi đánh. Ô ô ô, cái gì đấy, cái gì đấy, từ từ nhá, con này à, con này ra thì nó lại được, nhưng mà đồ để ghép hơi sai. Đồ ghép để chơi chơi Hunter với chơi Glacier rồi, nhưng mà nó lại ra cái con này à? À thì không sao, đi vẫn mạnh anh em. Đấy, Go Assassin ra vớ vẩn ra lại ra thêm hai con nữa nhỉ, thì lại quay xe thôi, có gì đâu. Đấy, nhưng mà hàng chờ thì vẫn là ok nhá anh em nhá. Còn nếu mà giả sử con Go Assassin này ấy mà nó không ra nữa ấy, nó ra có một con ấy, thì tôi vẫn bán đi thôi anh em ạ. Nói chung là nhìn thấy thôi, nhưng mà chưa chắc đã là Assassin. Anh em cũng thấy là tôi thường là ra con Assassin này tôi cũng bán đi thôi mà, bán đi thôi, câu tiền thôi, câu tiền thì thôi anh em, tự bình tĩnh. Ui. Thế này thì ui ôi, thôi anh em ơi, không phải rồi, thế này là nó bắt tôi chơi Assassin rồi anh em ạ. Thôi nhá, thế thì thôi nhá, dẹp luôn cái bọn Hunter với cái bọn Glacier nhá, được không? Đây này, nó cho một phát, nó cho luôn ba con Assassin ở phía trên này. Ôi anh em ơi, thế thì Ego Seed với cả Hunter với cả Glacier làm gì nữa đâu nhờ anh em nhờ. Bây giờ hai gấu rồi, một con nữa, trời ơi, một con nữa thôi, một con nữa thì nó quá dễ luôn, thậm chí là một quả trứng, đúng không? Tôi hơi đắn đo cái đoạn này đấy, nhưng mà thôi bán đi, bán. bán thôi anh em, đây là nó nhét bài vào tay rồi anh em ạ, nó nhét rồi, nó bắt tôi chơi rồi, không cưỡng lại được anh em ơi. Cái này nó là game chơi tôi chứ đâu phải tôi chơi game đâu. Khổ. Thôi thì bắt chơi thì phải chơi thôi. Ok, mặc dù là đồ là hơi sai đấy nhá, đồ rõ ràng là sai rồi. Bộ set này thì hơi phí. Bộ set tôi ghép để định chơi Hunter đấy anh em. Chơi Hunter, chơi Ego Seed, tôi chơi Glacier đều có thể chơi được cái bộ set. Nhưng mà cái bộ Assassin thì nó là cúp điên này, nó là chém lan này, nó là Kira. Đấy, nó không phải là cái món đồ mà chơi nó gọi là ngon nghẻ cho cái bọn Assassin. Nhảy giết một con, nhảy giết một con. Ui giời. Giết một con thì làm sao nhở? Ui lại ra gấu rồi, ra gấu nhiều phết anh em ơi. Gấu 2 sao, ok, gấu đủ 2 sao được. Như này đép được quái không nhở? Trông có vẻ hơi a đuổi. Anh em bảo như này có đép được quái không? Con gấu đủ 2 sao đép được không? Hay là áp 6 nhở? Tôi có đồ mà. Trên này tôi còn lấy đồ mà, chả nhẽ là không ăn được cái rau quái này. Tôi nghĩ là ăn được chứ, đúng không? Thôi, không cần nắp cấp đâu. Nếu mà tôi chưa lấy đồ ấy thì tôi nghĩ là tôi sẽ không ăn được cái rau quái này. Nhưng mà chúng ta lấy đồ rồi và chúng ta có một con tăng cơ 2 sao, tôi nghĩ là ăn được, 3 assassin ăn được. Có đam mà, đúng không? Ủa, nhưng mà tôi vẫn thấy hơi lo lắng anh em ạ. Có một cái chút gì đấy mà hơi không tin tưởng lắm vào cái bọn này. Để xem nào. Cố mà ăn nhá. Tôi nghĩ là ăn được thôi. Ê, đừng có con gấu đù, đừng có chết sớm quá. Đấy, anh em thấy không? Đam to mà. Được. Đây rồi, úi giời, có Berlin. Viên ma lăng này là sẽ có cái Berlin này. Rồi, ok. Cúp điên này, chém lan. Ủa, hay quá, nhưng mà phải lấy chém lan. Chém lan có gấu mà. Gấu rồi chơi chém lan thôi. Nói chung là cũng cho chém lan vào để làm gì, để clear cho nó nhanh, giữ máu anh em ạ. Bây giờ cái tầm này mà đến lúc mà tôi comeback rơi vào tầm khoảng 60 máu thì đẹp tuyệt vời luôn. Mà tôi nghĩ là có thể được đấy, có thể làm được đấy, có thể làm được đấy. 6 assassin thôi mà, 6 assassin
Giờ mà rổ quả trứng lên là cái con gấu assassin lên 2 sao thì tôi vẫn có một cái niềm tin là nó sẽ ra con gấu assassin 2 sao anh em ạ. Quên mất là chưa chia sẻ với anh em ấy là nếu mà anh em chơi cái gì nhiều ấy là máy nó sẽ cho anh em chơi cái đấy đấy. Đấy, nó gọi là cái nó giống như là Facebook với cả YouTube ấy. Game nó cũng thế, nó có cái nó gọi là thói quen người dùng ấy. Ui đời ơi. 6 assassin chưa nhỉ? Đủ đấy. Nhưng mà thôi cứ từ từ đăng eco. Nó gọi có cái nó gọi là ghi nhớ thói quen người dùng. Thực ra cái này nó là chiến lược kinh doanh của mỗi cái con game thôi anh em ạ. Cái ghi nhớ cái thói quen người dùng ấy, anh em chơi như cái bộ gì mà anh em surf farm nhiều thì nó sẽ hay ra bài, ra những cái quân bài mà nó thuộc về cái bộ đấy cho anh em. Anh em chơi một trận, hai trận, ba trận nó nhận biết được ra là anh em chơi cái gì. Đấy, nó sẽ cho anh em chơi cái bài đấy. Để làm sao? Để cho anh em chơi ấy, nó sẽ dễ ra bài hơn, khiến cho anh em chơi nó vui hơn, nó đỡ bị ức chế. Đấy, anh em sẽ có những cái chiến thắng nó nhiều hơn. Đấy, thì khiến cho là anh em thích chơi game hơn thì anh em sẽ gắn bó với game. Đấy, chứ còn nếu mà anh em mà ở đây từ từ đã, có anh em chào tôi này. Ui, chào anh em chưa đạt xong, có ngay con gấu assassin 2 sao. Ui, tôi không để ý luôn, dã man. Đấy, anh em thấy chưa? Dạo này tôi hay chơi gấu mới thế đấy. tôi dạo này tôi rất là hay câu gấu. Đấy, cứ câu gấu nó ra anh em ạ. Đấy, câu gấu nhiều ấy thì là nó sẽ ra gấu nhiều. Hay không? Hay không? Được không? Ui, chào một người cái, bao người chào tôi này. Dã man thật sự. Anh em lạ thật đấy, vào game nhận ra tôi không chào, đến lúc một người chào thì bao nhiêu người có như là chào liên tiếp. Sợ thật đấy. Chắc là anh em vẫn còn coi như là e ngại đúng không? E ngại là chào tôi là tôi không thèm chào lại đúng không? Nhưng mà không anh em ơi, anh em cứ chào đúng tên là tôi chào lại thôi. Úi giời, là còn không sót video nào của Tới Cơm. Ôi, gặp đúng fan bê tông ở đây rồi anh em ạ. Gặp đúng fan bê tông luôn. Úi giời. Ok. Úi giời, quân fan của Mitu. Úi giời. hai fan bê tông. Ờ, kinh nhỉ. Một trận đấu mà gặp tới tận hai fan bê tông liền. Trời, thế thì cái trận này lại phải top 1 rồi anh em ạ. Ôi nhưng mà tôi nói thật với anh em là từ cái lúc mà nó ra con gấu assassin ấy thì tôi đã biết là tôi top 1 rồi. Lại một trận đấu top 1 rồi, thôi, lên 7 rồi anh em ơi, cho 6 assassin vào thôi. Ok. Vừa đẹp luôn anh em ạ. Trời ơi, và cái số máu của tôi bây giờ nó là 59 máu. Đúng như những cái dự đoán của tôi, nó chỉ kém với dự đoán của tôi một máu thôi. Tôi dự đoán là 60 máu, bây giờ nó còn 59 máu thôi, 59 máu lượt kèo. Mặc dù là trận đấu này thì lấy cái búa xét là nó hơi bị gọi là fail một tí, nhưng mà không sao. Vẫn đánh tốt anh em ạ, vẫn rất ổn anh em nhá, rất ổn áp đấy. Rồi. 59 máu lật kèo, tôi nghĩ là từ bây giờ đến hết game chắc là chuỗi thắng luôn thôi. Gấu assassin uy tín lắm anh em ơi. Mà tôi không hiểu sao nhá. Cái bộ assassin này này, theo tôi đánh giá nó rất mạnh. Ở trong meta này cái bộ assassin mà nó ra gấu assassin chắc chắn top 1 rồi, không nói nhiều. Thế mà cũng rất ít người là chơi nhá. Mọi người chủ yếu spam spam beat này, spam clay thôi. Đấy. Ui lại ra gấu assassin ấy. Ui ra một lúc hai con cáo luôn ạ. Thuốc bài này đúng bài độ anh em ạ. Đúng bài độ chơi assassin rồi. Ra gấu luôn này. Ui. Thế như nào đây? Con gấu assassin này có chơi không? Gấu 3 á? Gấu assassin 3 chắc không anh em ạ. Úi dồi ôi, nhưng mà trận này có cũng có thằng khác, cũng có gấu anh em ạ. Thằng kia nó còn 4 con gấu cơ. Ôi, tôi bán gấu đi này. Đấy, cho con gấu bố này kẹp bít vào được này anh em này. Cái thằng đang đứng ở vị trí top 2 ấy, slot 2 ấy là nó mạnh lắm đấy nhá anh em nhá. Dã man. Nó ra đây này anh em này, 4 con gấu. Nó ra 4 con gấu rồi, trong khi đấy con gấu assassin lên 2 sao rồi. Là khả năng là cái thằng đấy là nó lên được gấu 3 sao đấy anh em. Round 15 mà đã từng đấy cái con gấu rồi thì 3 sao nó là đơn giản lắm anh em ạ.
rất dễ để lên gấu 3 nhá. Thôi rồi, tôi thì cứ up dần cấp lên thôi. Tầm này thì nói chung là tôi cũng khỏe, tôi cũng không có ngại thằng nào đâu. Gấu Assassin là nhân vật chính mà, thì nó lên được 2 sao rồi. Đấy, con có chính lên được 2 sao. Rồi còn cái món đồ này thì từ từ là anh em nhá. Tinh thạch sinh lực là bây giờ phải giữ. Giữ tinh thạch sinh lực để ghép cái món đồ Kira lết game. Chứ còn không ghép chén thánh. Cái bộ này không chơi chén thánh anh em nhá. Cái bộ Assassin thì chén thánh nó không phải là cái món đồ mà chúng ta lấy. Chúng ta sẽ lấy những cái món đồ cướp điên, Kira, chém lan. Đấy là những cái món đồ mà rất quan trọng ở trong bộ này. Blink. Kinh quá nhở. Cái thằng kia nó lên là con gấu gấu 5 đô lên 2 sao luôn kìa. Dã man thật sự. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà bây giờ ấy, tôi gặp thằng đấy thì chắc là tôi ăn. Bởi vì là tôi form cái bài nó là đúng bộ của nó rồi. Form chuẩn bài rồi. Assassin rồi, kẹp beat rồi. Thế nên là cái tầm này thì tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ ăn được hết rồi. Cái tầm này thì chúng ta không phải làm gì cả, chúng ta up cấp lên thôi. Ấn up cấp thôi. Không roll. Cái bộ này nó chỉ cần con gấu Assassin lên 2 sao là nó gánh hết anh em ạ. Những cái con khác ấy nó 1 sao thì vẫn ok. Đấy, lên được 2 sao thì chỉ gọi là thêm tăng cơ thôi, thêm tí tăng cơ thôi. Bây giờ cho con gấu lên 2 sao thì ổn luôn này. Đấy, cái con gấu beat lên 2 sao rồi con cáo lên 2 sao nữa thì tôi chắc là tôi đẩy thẳng lên 10 luôn, chứ tôi cũng chả có dừng lại mà tôi roll đâu. Còn nếu mà cái bộ này mà lên 9 mà bọn này là vẫn chưa lên 2 sao, tôi sẽ dừng lại tôi roll một chút. Tôi roll một chút đã. Rồi. Ui, vớ vẩn thua thằng này, có thua không? Không. Cũng hơi sợ đấy, cũng hơi sợ đấy. Rồi. Sắp có chuỗi rồi anh em ơi. Ui. Sắp đạp Griller à? Thế thì chắc là tôi sẽ roll mấy cái. Roll ở 8 đây anh em ạ, form 9 Assassin luôn. Ở level 9 đánh 9 Assassin anh em nhá. Thôi. Tôi nghĩ lại rồi. Tôi sẽ chơi 9 Assassin hàng Ryu, chứ tôi không chơi 6 Assassin kẹp với cả cọc kia các thứ đâu. Trận này tôi sẽ đưa con gấu Assassin này nó mắc bình luôn nhá. Gấu Assassin kẹp 9 Assassin rất mạnh. Đấy, lên 10 là kẹp Kira vào thôi. 9 Assassin kẹp Kira ở level 10. Chúng ta cứ dừng lại ở level 8 như ta roll thôi anh em nhá. Dừng lại ở 8 roll 2 sao. Full 2 sao Assassin thì lên 9. Lên 9 21. 21 vẫn có thể lên 9 được. 9 Assassin. 9 Assassin, gấu Assassin 2 sao. Chưa cần Kira đã mạnh rồi anh em ạ. Cái bộ này mạnh lắm. Đã nói là nếu mà cái bộ đấy anh em thấy trông rồi, đẩy cái thằng beat kìa. Thằng beat full bộ 6 beat cáo 2. Đây, anh em nhìn quả vừa rồi không? Tôi đẩy cho full bàn luôn. Tôi đẩy trắng bàn luôn ấy. Anh em biết là cái sức mạnh nó như nào. Nói chung ấy là cái bộ Assassin, tôi phải nói thật với anh em là khi mà nó ra là con gấu Assassin 2 sao thì anh em chắc chắn top 1 rồi, không phải chơi ấy. Tôi có chơi cái gì đâu. Từ lấy giờ tôi có chơi gì đâu. Tôi để nguyên con gấu từ lấy giờ ở đây, ở vị trí này. Đấy. Tôi chỉ có roll thôi mà. Không phải làm gì cả. Đấy. Đây nó gọi là game chơi tôi anh em ạ. Game chơi tôi nhá. Chứ không phải là tôi chơi game đâu. Nó quá dễ. Ra gấu Assassin kẹp 9 Assassin vào. Đấy, cái bộ Assassin nó mạnh như thế nên là nó mới được xếp vào cái tier 1 đấy anh em. Cái tier nó gọi là mạnh nhất ở trong cái giai đoạn late game mà rank nó ổn định trong cái giai đoạn giữa game. Dễ top, dễ vào top khỏe. Thằng này bây giờ nó đang ra được cái con gấu bố lên 2 sao với ở kẹp beat vào rồi này. Đấy, nhưng mà tôi nói thật là tầm này không ăn được tôi. Cái cửa gì mà ăn. Đã bảo là kẹp Assassin rồi, khỏe lắm.
Đó, chưa chín assassin đâu anh em ạ. À, đây đang trên con đường là sắp chín assassin rồi. Ok. Rồi, rao sau lên 9 thôi anh em. Rao sau lên 9 nó có 9 assassin thôi. Tôi sẽ không kẹp gấu nữa, tôi sẽ không có chơi kẹp beat, không kẹp cọc, không kẹp Aegir Seed làm gì cả. Tôi chơi hẳn 9 assassin có con gấu này có chém lan. Trong cái giai đoạn từ 20 đến 25 trước khi có cái món đồ Kira thì ôi anh em ơi. Gấu assassin một nhảy là coi như là dọn bàn anh em nhá. Một nhảy là dọn bàn luôn. Không nói nhiều. Ui đây rồi anh em ơi, mặt lại hút máu. Được đấy. Rồi, Kira đây rồi, Kira đây rồi, đủ bộ nhá anh em nhá, đủ bài rồi, đủ bài rồi. Đấy, đồ này là được rồi, còn cướp điên nữa đúng không? Cướp điên nữa là chuẩn bài rồi. Chém lan cướp điên. Chém lan cướp điên. Bờ linh. Tôi sẽ chưa ghép cái gậy gai đâu, tí nữa có thể là hút máu. Ok, cáo lên được 2 sao. Rồi, thôi chúng ta sẽ lên 9 thôi anh em. Lên 9. Đủ bộ 9 assassin. Đấy. Tôi cũng đã kịp roll một vài con lên 2 sao rồi. Bây giờ là nó sẽ đủ tăng. Đủ tăng cơ. Thực ra thì con gấu này nó chỉ cần nó nhảy một phát thì cũng bay màu đối thủ thôi mà. Griezmann. Griezmann này. Ui anh em ơi. Trông một con Griezmann chưa kịp nhấc tay lên bắn luôn. Đến cái lúc úp lồng rồi thì chết hết cả coi như team rồi. Phải quá. Không lấy cái gì mà đỡ được luôn. Full 2 sao rồi, chỉ cần full 2 sao thôi. Có khi bây giờ chuỗi thắng hết game luôn. Dã man thật sự. Quá đáng sợ cái layup này. Quá đáng sợ anh em ạ. Ủa, quân fan cứ sang xem nhở. Chơi gì đấy? Chơi beat à? Ôi quân fan chơi beat. Chấp cả chơi beat luôn. Sang đây. Riêng mấy cái thằng beat thì sang đây thì chắc là full bàn luôn anh em ạ. Con gấu assassin này nó nhảy một phát thì chắc là bọn beat chết hết. Không có cái cơ hội đẻ ở đây đâu. Quá kinh khủng. Tầm này cái thằng nào ăn được tôi nhỉ? Tôi nghĩ là vẫn chỉ là cái thằng ra 4 gấu có cơ hội ăn được thôi. Ra 4 gấu mà lúc mà nó lên được cái con ngộ không ấy, nó kẹp thêm ngộ không nữa vào ấy, là nó sẽ được là 3 metalit 6 bit ấy. Thì lúc đấy thì nó mới ăn được tôi. Bởi vì gấu assassin lúc đấy chém vào ấy thì nó sẽ không giết được người. Đấy, thì mới coi như là thắng rồi. Còn cái tầm này thì vẫn chưa thể ăn được đâu. Bởi vì lúc mà nó kẹp vào nó có 3 metalit thì nó sẽ giảm 30%, 35%. Đấy, 35% sát thương. Chưa kể là khi mà nó giết được những cái con assassin của tôi thì nó sẽ dừng lại cái việc sát thương. Nó sẽ không trừ máu tiếp nữa. Đấy, mà nó thì nó có cái con gấu assassin, nó cũng rất là khỏe. Gấu assassin kẹp beat được khỏe lắm đấy nhá. Không coi thường đâu. Gấu assassin kẹp beat được rất khỏe đấy. Rồi bây giờ tôi sẽ đợi đến 50 tiền đó. Bây giờ chúng ta không phải vội đâu. Tôi nghĩ là cái chuỗi này thì cũng sẽ không thể mất được. Khó lắm. Giờ gặp thằng nào mất được đâu. Giờ nhìn thì Clyde thì chắc chắn là không ăn nổi rồi. Clyde thì không ăn nổi rồi. Warrior ui, một phát bay màu luôn. Blink phát xuống. Còn Doom nó còn chưa kịp tung trưởng thì đã bay màu rồi anh em ạ. Nó gọi là 9 assassin chứ nó không phải 6 assassin. Đấy, 9 assassin lên là coi như là nếu mà bay xuống một cái là coi như là bay màu luôn. Chạm nhẹ cái là bay màu luôn, không có nhiều. Tất cả những thằng Blink sẽ chết. Rồi, Zoro con này 3 sao này. Hay quá. Từ từ anh em nhá, bình tĩnh. Nó sẽ là Sailing Assassin đúng không? Ok. Sailing Assassin, kiếm Sailing Assassin. Đập quả trứng này cho Sailing. Queen of Pain, Phantom Queen. Đó. Trứng này tôi giữ lại thôi. Mà tôi vẫn sẽ roll ở 9 để kiếm, tranh thủ kiếm mấy con lên 3 sao đã anh em. Nói chung là chơi cái bộ này thì thoải mái tiền thôi. Dùng dình tiền để kiếm 3 sao. Không no là hết tiền đâu. Mà cái bộ này nhá, mà nó lọt ấy, nó chỉ cũng chỉ lọt một con à. Ui anh em ơi, nhìn kìa. Quá đáng sợ luôn. Ui biết kìa, như chồng. Gần như là full bàn. 17 máu anh em ạ. 7 khủng khiếp luôn.
những cái thằng beat sẽ là những cái thằng mà nó sẽ phải là coi như là cầu trời khấn Phật để không gặp tôi. Tất cả những cái thằng beat bây giờ nó rất sợ cái bộ 9 xin này. Bọn của Lai thì nó còn đỡ chứ bọn beat thì sợ lắm. Mặc dù beat nó cũng là meta đấy nhá, nhưng mà gặp cái bộ này anh em thấy trông gãy không? Gãy cạch luôn. Sợ anh em ạ. Đấy thằng này là cái thằng beat là thằng quân fan này đang có chơi bộ beat này. Nó sang soi làm cái gì? Bây giờ Blink xuống phát chết luôn. Blink bên nào cũng chết thôi anh em ạ. Bây giờ tôi để hai bên hai lỗ. Đấy Blink bên nào cũng chết. Nói chung là những cái con mà nó có Blink ấy thì xác định luôn là chết nha anh em nhá. Kể cả là con cáo ấy nó bay xuống một cái là nó còn không kịp lăn cơ. Bởi vì đây nó là 9 assassin. Cái nhát chém đầu tiên là nó x 7 lần cơ. Anh em ạ, x 7 lần tấn công. Nên là đạc nó rất to. Đấy anh em thấy cái con quái mà nó chém nó hai phát chết luôn. Đấy rồi. Kira rồi. Găng tay Kira. Đây hút máu trừ giáp có luôn này. Ui ngon quá nhờ, đồ này tuyệt vời quá. Rồi tôi lên 10 luôn anh em. Tầm này lên 10 thôi. Có Kira rồi thì phải lên 10 thôi chứ còn chân trừ gì nữa đâu. Đấy. Ui mạnh quá anh em ơi. Cái tầm này thằng nào ăn được đấy. Trong cái trận đấu này từ cái lúc mà tôi bỏ eco ra ấy, tôi không giờ tôi có eco nữa. Đấy, chúng ta dừng lại một cái là như bây giờ đánh chuỗi thắng từ lúc đấy đến bây giờ luôn. Từ round 16 đến bây giờ. Không phải round 16 đâu, tôi nhớ là trước round 16, trước round 15. Nhớ là round 12, round 13 thôi là chúng ta đã bắt đầu bỏ bàn vào đánh rồi. Tập này giờ khỏe quá rồi anh em ạ. Đấy mà cũng không phải là chúng ta phụ thuộc vào con gấu assassin này đâu. Bởi vì tí nữa có thể là nuôi được cáo 3 hoặc là nuôi được con Sailing Assassin 2 sao thì đồ lúc đấy nó sẽ lại dồn cho con khác. Gấu này nó chỉ gọi là tạm thời thôi anh em. Nhưng mà nó giúp cho chúng ta có một cái chuỗi thắng rất là kinh khủng. Đấy còn tí nữa thì tất nhiên rồi, rất nhiều con nó sẽ lên được 3 sao, lúc đấy nó sẽ có nhiều cái lựa chọn. Con gấu này nó nói thật là con gấu nó thực ra là nó còn không mạnh bằng con sắt đa quý lơ 3 sao hoặc là con ốc 3 sao đâu anh em ạ. Không mạnh bằng đâu. Ốc 3 sao nó mạnh hơn con gấu assassin 3 sao cơ. Đấy nhưng mà phải lên được con ốc 3 nhá. Để xem là có lên được ốc 3 không. Nếu không thì có thể là cáo 3 hoặc là sắt đa quý lơ 3 sao. Đấy có trứng ở đây rồi thoải mái. Còn nếu mà giả sử như không lên được 3 sao thì chúng ta lại dồn cho con 5 đô 2 sao như là con Sailing Assassin cũng được. Sailing Assassin cũng được. Đồ ở đây thì vẫn là có luôn nha anh em nhá. Đồ thì tôi cũng không lấy cái chém lan level cam đâu, level 2 đâu. Để dành để có thể là có những cái sự lựa chọn khác cho Sailing. Sailing thì ở đây anh em cũng có thể thấy là có một cái dao ở đây là có thể là ghép được cái cướp điên. Đấy. Có cái búa sét tuyệt vời. Anh em nhìn này, của Lai này, chém như chém bùn luôn. Đấy, giáp của nó cũng không ăn thua cơ. Ui, bay màu luôn này. Dã man. Bay màu luôn anh em ạ. Quá đái thật. Đấy, thôi bây giờ tôi lại chuẩn bị 50 tiền rồi, tôi đứng ở 50 tiền tôi roll rồi anh em. Lại đứng ở 50 tiền rồi roll thì đây nó vô địch được chưa? Anh em, tôi hỏi anh em là bây giờ như này anh em bảo làm sao mà tôi mất được cái chuỗi này đây. Bây giờ bố con thằng nào ăn được. Trời ạ. À. Thế này mà rồi vẫn có người là bảo là cái bộ này là nó yếu thì tôi cũng chịu luôn. Bộ này thì chấp tất cả các thể loại luôn, như làm gì có cái chuyện là gọi là đội hình ao meta nhỉ. Mà vẫn có ông bảo là không phải meta. Đây là bố của meta luôn. Ra được cái đội hình này thì bố của meta. Đấy, tí nữa nó sẽ là gì? Velomancer, cướp điên, 3 sao. Nhiều co lắm anh em, bộ này chơi Velomancer nhá, lên được 3 sao, cầm cấp điên, quẩy cả bản đồ. Đấy, chứ con gấu là gì đâu, con gấu nó chả là cái gì cả. Tí nữa nhá, ốc 3 sao, cầm đồ Kira, quẩy cả bản đồ. Gì nữa, Sailing Assassin 2 sao, cầm đồ Kira, quẩy cả bản đồ. Ui rồi ôi. Tôi chưa thấy có một cái cửa gì dành cho bọn nó luôn ấy. Anh em ạ, lấy đâu ra. Sắp chết hết đến nơi rồi thế này. Rồi tôi từ từ nha, tôi không ghép cái gậy gai đâu, tôi sẽ để dành cái cướp điên. Cứ bình tĩnh.
Không hiểu sao này cũng sang soi không ăn được đâu. Khổ. Trời ơi, cáo chuối cộng 5 đúng không? Chuối chuối cộng 5. Ok. Chuối cộng 5 thì cứ sang đây thử là biết ngay nhá. Chuối cộng 5 tôi nghĩ là chuối cộng 5 rồi thì cũng một hit là bay màu rồi. Riêng chuối cộng 5 mà chơi beat thì là full bản luôn anh em ạ. 20 màu kia mà ăn full bản này thì chắc là tôi nghĩ là cũng bay màu. Mỗi con này là có trị giá là 2 đô, 22 máu. Vậy là ở đây là có 10 con là đúng 20 máu. Đấy. Cứ xác định luôn. Gặp tôi là coi như là đẩy một phát là chết luôn nha anh em nhá. Nếu mà lọt hết là đẩy đúng một phát là chết luôn đấy anh em ạ. Mặc dù là có chuỗi kinh đấy, cộng 5 từ đây, nhưng mà anh em ơi, đấy là chưa gặp tôi thôi anh em ạ. Đấy, gặp tôi rồi sẽ biết nhá anh em nhá. Đấy, mặc dù là cũng kinh khủng lắm đấy. Ồ, cũng oánh được hết cả Clive rồi, oánh hết cả những cái bọn còn lại đấy. Beat mà. Ừ thì beat nó đang là meta. Ok. Ok, beat đang là meta. Công nhận beat là meta. Nhưng mà beat nó chỉ là gọi là cái tier, nó gọi là nếu mà xếp theo cái kiểu SSS ấy, xong rồi đến A, xong rồi đến B ấy, C ấy, thì xếp theo cái kiểu đấy thì đúng là tôi đánh giá là beat với cả Clive thì nó ở cái nó gọi là tier S ấy. Thì cái bọn assassin thì nó rơi vào tầm khoảng tier gọi là ba cái chữ S nha anh em nhá. Tier SSS. Đấy. Khỏe lắm. Hình như sau round quái tôi gặp tổn cơ. Đúng rồi, bạn chuẩn bị sẵn rồi mà. Từ nãy giờ sang soi liên tục thì tôi nghĩ là bạn cũng có cái thời gian để chuẩn bị để gặp tôi rồi. Ui, Blink em ơi. Thôi xong rồi, riêng cái Blink này thì xác định luôn. Hút máu trừ giáp anh em nhá. Chắc chắn. Hút máu trừ giáp. Ưu tiên. Đùa chưa? Nếu mà tôi không có Blink ấy thì tôi nghĩ là cái ông quân kia ông còn sống được. Chứ còn nếu tôi có cái Blink này ấy thì ông quân xác định. Ông quân xác định round sau bay màu. Chắc chắn luôn đấy. Có Blink có nghĩa là vào một phát là dọn tất cả bàn cờ luôn. Không có Blink thì còn phải bay xuống chém một vài cái. Thì trong cái lúc mà chém vài cái đấy thì mấy cái bọn beat nó sẽ clear giết được chết một vài con assassin. Nhưng mà thôi anh em ạ, hết cơ hội rồi. Có Blink là hết cơ hội rồi. Những cái món đồ trần phái nó đã có hết trên người của con gấu assassin này. Thiếu mỗi cái chém lan thôi. Nhưng mà tôi thì tôi cũng không cần chém lan đâu. Tầm này nó quá mạnh rồi. Ui vẫn chưa gặp này. Này gặp cái thằng này cũng là beat. Đấy. Có ngộ không chưa? Chưa có ngộ không. Thế thì ui giời. Anh em nhìn nó đẩy kinh không kìa. May nhá, 19 máu đấy anh em ơi. Quá kinh khủng. Rồi luôn tiếp vào. Tôi sẽ roll một vài con nữa lên 3 sao. Ui này, cáo này. Mạnh tay anh em nhá. Ui cáo tiếp đấy. Từ từ nhá, đập trứng cho cáo. Để đấy, con cáo 3. Con cáo 3 anh em ạ. Con cáo 3 từ từ nhá. Roll mạnh cái. Nhiều thứ quá. Roll tiếp nào. Từ từ nhá. Dừng lại thôi anh em. Giữ 40 tiền thôi, đừng có ham hố gì, roll làm gì. Tôi vẫn muốn giữ cái cướp điên nên là tôi chưa ghép đâu anh em ạ. Tôi tạm thời tôi lém đồ cho con cáo này thôi. Ui bay màu hết rồi. Quân fan bay màu rồi kìa. Vãi đái. Đang có chuỗi chưa kịp gặp tôi đã bay màu rồi. Sợ thật đấy. Quá đáng sợ luôn. Đấy mà nói chung là không gặp tôi mà bay màu thì gặp tôi chắc là cũng bay màu thôi. Đấy chắc là gặp cái thằng gặp cái thằng beat. Beat gặp cái thằng Warrior của Kalong 2 sao. Khỏe. Ok. Ui vớ vẩn thua này. Ui ui không không không. Không 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 không. Không 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 không. Không 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 không. Ui dồi ui khỏe thế nhở. Càng đấy. Càng đấy. Càng đấy. Càng đấy bạn ơi. Càng đấy. Ok. Rồi roll tiếp rồi. Ua. Chết rồi. Roll tiếp anh em ạ. Thôi khô máu luôn. Hết tiền luôn anh em nhá. Hết tiền này luôn. Đưa bọn này lên 3 sao hết. Ui nhiều quá rồi. Tôi chết rồi. Ra đi. Ui ui. Một con ốc nữa. Một ốc nữa. Nhưng mà hết tiền rồi. Ui tôi chết rồi, hết tiền. Thôi thế phải đập trứng cho Water vậy. Water lên 3 sao này. Đập trứng cho Lốt đi.
Thôi xong. Dọn dẹp được cái hàng chờ. Ok, cáo này. Thôi bán sát đao đi. Sát đao 2 sao rồi anh em ạ. Sát đao 2 sao rồi. Còn rồng đúng không? Rồng cáo và ốc lên lốt 3 sao. Full luôn. Nhuộm vàng luôn cái bộ assassin luôn. Lúc đấy thì gấu assassin nó lại là cái con yếu nhất. Lúc đấy thì gấu assassin nó lại là con yếu nhất đấy anh em ạ. Ui, cũng kinh đấy. Ui, gấu assassin của địch kinh đấy nhở. Ui, căng đấy nhở. Ui, căng. Ua. Chết rồi, cái tầm này tôi lại thua cả hai thằng cơ. Căng thế. Bình tĩnh. Đấy là tớ chưa ghép cái này thôi. Từ từ, đây, bây giờ mới lấy. Thôi nhá, cướp điên cái gì cái tầm này nữa anh em. Đây, ghép cái này. Ok, nào gặp lại lần nữa đi. Cho gặp lại lần nữa. Mà trận này hơi đen nha anh em nhá. Rôn thế mà không ra con Sailing với con Queen of Pain. Phantom Queen với Sailing không ra. Phantom Queen mà Sailing mà ra thì bọn này chắc là quỷ hết anh em ạ. Khống chế khỏe. Clear nhanh. Vẫn đang phải đánh một cái con gấu. Đấy nhưng mà cái con gấu tầm này thì nó lại không phải là khỏe. Con gấu tầm này là late game rồi. Thì gấu assassin nó không gánh được rồi. Tầm này là phải ốc. Ốc 3. Ốc 3 mới gánh được. Đấy, từ từ đợi chút. Ốc 3 hoặc là cáo 3. Đấy, một trong hai con. Ui, vẫn gánh được này anh em này. Hay quá nhở. Cứ tưởng là không gánh được mà thế mà lại vẫn gánh được. Đó. Ok. Có cái món đồ Kira, chắc là nếu mà full Kira chết thì stack 6 con thì nó cũng có thể là chơi được đấy. Tôi nghĩ là như vậy. Hai con cáo nữa, chúng ta sẽ có một con cáo 3 và tôi sẽ dồn đồ cho con cáo 3. Con cáo 3 thì nó cũng gần như là nó lăn liên tục đấy. Mà cái quan trọng là cái cú chọt của nó ấy. Cái cú chọt của nó là nó chọt một phát là dọn toàn bộ đội hình của địch. Đấy. Còn con này chưa chắc đã chém một phát là chết được địch đâu. Cái tầm này late game thì nó khó hơn. Khi mà cái thằng kia ấy, nó kiếm được đủ 3 Metalite thì cái con gấu assassin này chắc chắn là nó chém một phát là không thể bay màu được con nào cả. Nó bắt buộc phải chém đến phát thứ hai mà nó sẽ đợi cooldown. Thay vì đấy là một con cáo 3 nó chọt một phát là chết hết. Nói chung là mỗi con có một cái điểm mạnh riêng. Đấy. Ok, lấy đồ gì đây? Chuyện thần bí ghép gậy tà ác nhá. Gậy tà ác là cái món đồ mà sẽ giúp cho chúng ta chống hồi máu địch. Nó có cái khả năng chống hồi máu. Búa xét thì cái tầm này thì nói chung là nó không hợp với bộ assassin nên tôi cũng không lấy đâu. Trừ khi là ra Sailing. Sailing thì mới lấy cái món đấy đâu. Ok. Chúng ta cứ đợi tiền lên một chút nha anh em nhá. Cái tầm này thì đợi lên một chút xong rồi roll kiếm tiếp những cái con 3 sao còn lại. Còn con ốc, con rồng mập đó. Ốc rồng mập lên 3 sao nó sẽ rất là dễ. Con cáo lên 3 sao thì chắc là vô địch. Ui, tài đủ rồi này. Đủ 3 metalite rồi này. Đủ rồi đấy. Nhưng mà có vẻ như là tôi ăn được này. Ui rồi anh em thấy chưa. Đấy, có cái món đồ giảm hồi máu một cái là ăn ngay anh em ạ. Ghép gậy gai cái là chiến là ngon ngay. Ngon nghẻ luôn. Có sợ gì đâu, sợ gì đâu. Kể cả là 3 Meteorite, 6 bit, ngộ không. Thực ra là nó vẫn chưa mắc binh. Bởi vì nó chưa lên được ngộ không 2 sao. Đấy, chưa lên được ngộ không 2 sao. Đây, còn một con ngộ không nữa này. Ui, nó sắp lên được con gấu 3 sao rồi kìa anh em kìa. Phải đái thật. Gấu assassin mà lên được 3 sao thì tôi có ăn nổi không nhở. Ừ, mà lên đi, lên thử đi. Mày lên hộ phát. Lên để biết làm sao, để biết được là cái bộ assassin, 9 assassin này nó có phải là cái bộ tier SS không? Đấy. Chứng minh luôn nhá. Thử xem cho đội hình của địch lên mắc binh luôn. Kẹp 3 metalite. Đấy, 3 metalite vào xem nào. Xem liệu có thể ăn nổi không? Chém một đầu phết đấy anh em ạ. Ui. Ui chém đau thế. Nó kẹp Kira. Ồ, nó kẹp Kira. Gấu assassin có đồ Kira. Nó cũng có Kira. Đây rồi, còn một con ốc nữa thôi. Kiếm ốc anh em nhá. Kiếm ốc. Đây rồi. Đập trứng cho ốc nhở. Từ từ đã. Roll mới phát đã. Nếu ra ốc thì đập trứng cho cáo. Đây rồi, cáo đây rồi.
Hết tiền rồi, thôi đập chính cho ốc. Con ốc khỏe hơn anh em ạ. Ốc solo khỏe. Đấy, tôi dồn đồ cho con ốc. Nhưng mà round sau, round này không kịp à. Ui, nó lên được ngũ không 2 sao rồi kìa. Mày, nó lên được ngũ không 2 sao. Full bộ beat Metalist mà nó vẫn còn 59 tiền. Vãi cứt thật. 59 tiền liệu nó có thể ra được cái con gấu assassin 3 sao nhỉ? 3 quả trứng nữa chứ mấy. Nhưng mà tôi lại ăn ở... Ui, có 7 máu. Round 6 đẩy nó chết đi nhá. Đêm dài lắm mộng bạn ơi. Đêm dài lắm mộng các bạn ơi. Đêm dài lắm mộng. Thôi chuyển đồ. Đẩy một phát chết luôn. Round này là nó phải chết. Rồi, dồn đồ cho hai con thôi anh em. Round này là nó phải chết. Phải chết ở round này. 7 máu. Ok. Được chưa? Ui, mẹ ơi, nó lên được cái con gấu 3 sao ạ. Vãi đái, gấu tổ lên 3 sao. Thôi xong rồi, ăn được không? Vẫn ăn được. Ui, ốc cánh. Ui, còn 2 máu ạ, chưa chết. Sống được đến ra 40. Mẹ, chết rồi, đêm dài lắm mộng. Sau round này nó xả hết tiền. Sau round này nó xả hết tiền. Nó kiếm được con gấu assassin 3 sao thì chết tôi. Nó lên được cả con gấu tổ 3 sao rồi kìa. Vãi đái thật sự. Sau round này mà kiếm được cáo 3 sao thì có dồn đồ cho cáo không nhở? Tôi nghĩ là vẫn không. Dồn đồ cho ốc thôi. Ốc sẽ cầm những cái món đồ quan trọng nhất. Cáo thì chắc là dồn mấy cái món đồ thừa cho con cáo thôi. Chứ con cáo thì không uy tín bằng ốc đâu. Lên game là nó phải là vua solo anh em ạ. Đến cái giai đoạn mà nó solo với nhau thì con nào solo khỏe con này thắng. Ủa. Thôi nói chung là chỉ có cái giáp phản này thôi chứ còn cái gì nữa đâu. Chả ghép được cái mẹ gì, thừa đồ nhiều thế nhở. Ghép thêm cái chém lan nữa cho nó. Trận này nói chung là đồ lèo khéo quá anh em ạ. Thôi rồi, luôn tiếp rồi. Ui, được đấy. Dùng mập lên được 3 sao. Ok, lốt nào. Lốt con cáo đấy. Rồi, nó dừng lại, không đủ. Ok. Nhưng mà tôi nghĩ là thằng này nó đi bay màu ra này rồi anh em ạ. Bay màu ra này rồi. Ok, con ốc của tôi sao đứng im bên kia. Ok kìa. Ôi dồi ôi, con ốc của tôi chết nhanh thế nhở. Không hiểu điều gì mềm thế. Ui, nó này nó đẩy tôi 4 con cơ. 14 máu. Không ổn anh em ơi. Sắt đao cứu lơ. Thôi cái con này không. Con này không up lên 3 sao. Chơi ốc cơ. Lốt con bọ cạp với cả con cáo lên 3 sao thôi anh em ạ. Rồi tôi chuyển một chút nhá. Tôi chuyển đồ một chút. Cái con gấu assassin này nó phải cần nhiều cái món đồ đam hơn. Đấy, còn cái con ốc thì cần những cái món đồ tốc đánh. Đồ đam để nó có thể nhảy một phát là clear được. Ôi mẹ tôi bị trói đấy kia. Lại tôi toang rồi. Ốc bị trói, cay thật. Ui, ăn được không? Không được, mạnh quá anh em ạ. Nó là 3 meteorite giảm 30% sát thương. Ôi kìa, còn 2 con không ra lốt đi. Trời ạ. Khó nhờ. Chuyển vị trí một chút. Tầm này con ốc nó phải sống sót cuối cùng cơ. Con ốc này nó hơi mỏng anh em ạ. Nó không có cái đồ, nó gọi là đồ tăng ấy. Nó toàn là đồ đam thôi. Con này cầm toàn đồ đam nên nó hơi mỏng. Phải bắt chết con ngộ không đầu game anh em ạ. Tương kế tụ kế, nó lại giết chết con ngộ không là chiến thắng được rồi. Ui mẹ ơi, bị cầm đánh. Ok, đừng đập. Đúng rồi, ui, được đấy. Có cơ hội anh em ơi. Giết được ngộ không là có cơ hội rồi, hay quá. Mày chết, còn một mình con này mày chết rồi, có hack. Ui rồi anh em hack luôn. Này thì bay nhảy với chúng tôi. Quạo bữa đi. Ui xôi ôi.
Anh em thấy chưa? Con ông khỏe lắm. Đã gọi là vua solo rồi. Dồn đồ cho ốc lết game cực kỳ mạnh anh em nhá. Thậm chí nó còn mạnh hơn cả con cáo 3 sao cơ. Đấy chính là lý do sao mà cái quả trứng cuối cùng ấy tôi chọn con ốc chưa phải con cáo ấy. Lúc solo nó cực kỳ khỏe. Nói chung là cái bộ 9 Assassin ấy thì nó có rất nhiều co. Ốc này, cáo này, Velomancer này, đấy. Siling Assassin, gấu Assassin. Úi ôi, quá nhiều cái sự lựa chọn cho một cái layup. Anh em thấy không? Đấy chính là lý do tại làm sao mà cái bộ này nó lại mạnh đến như thế. Rồi anh em thấy hay hãy để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái xem tôi chơi cũng là con gấu Assassin nhưng mà nó kẹp vào với cái bộ Insectoid thì nó sẽ mạnh đến cỡ như nào anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Anh em đã bao giờ mà kết hợp cái con gấu Assassin, cái bộ Fanda kết hợp với cả bộ Witcher chưa? Anh em có thể chọn clip bên phải để xem anh em nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.